Ủa, nghe mọi người đồn là ở ngoài Bắc chơi cá khó lắm phải không? Nhưng mà mình ra ngay mùa hè cho nên chắc cũng dễ chơi mà ha. Bữa nay là mình phải đi kiếm cho được con cá cài trong truyền thuyết. Mình khoái cái dòng này lâu rồi nhưng mà trong Nam mình làm gì có. Và rồi trong mấy con cá mình nhất được có hai con này là mình nghi là cá cài nhưng mà không biết phải không nữa. Nhìn sao cũng nửa giống mà nó không giống. Mà giống không giống thì kệ đâu, bây giờ mình phải đi kiếm một dòng cá khác. Dòng này trong Nam nó không những khó nuôi mà giờ ra ngoài Bắc nó còn khó kiếm nữa. Trời ơi, đi 7749 cái tiệm mới có được một tiệm bán được có một dòng như vậy thôi nè. Mà đã chơi phải chơi cho đã. Mình đã kêu shop của mình nó ship cho mình một đống con cá bê tai thí sinh như vậy. Cái tụi màu mèo quá lá hè này nè, tính ra cũng được coi là họ hàng của tụi cá cờ. À mà để mình cho mọi người coi lại hai ẻm thì đích thì có một con cá cờ và một con cá gì thì không biết được con gì luôn. Mà khoan, bảy mà ở bảy mà sao lần nào tao mua mày về mày cũng túm với lắc trơn vậy hả? Chơi cá mà cứ như mày bẻm sữa vậy đó, lần nào cũng phải đem theo cái bình sữa nè, rồi xong mang tiêu quá nè. Cuối cùng là cái chai bùa hộ mệnh, tính ra nó hay lắm nha. Chả có được gì chỉ được cái hiệu quả cấp kỳ. Cá mà mọi người không có cái chai này là ba cái nấm hoặc là túm lắc của cá bảy mà như hồi nãy là mọi người chỉ lâu lắm. Khi mà đã dùng Sluka giống mình á thì trong vòng một ngày mọi người quay trở lại mấy con cá bảy mà nó tươi trong gì nè. Ở ngoài Bắc á các bạn nên mua một chai như vậy để mà dưỡng cá. Và nó xài được cho nhiều loại lắm chứ không phải bảy mạo với beta không. Và xin nhắc lại là công dụng của nó rất mạnh cho nên các bạn phải sử dụng đúng